Hi mọi người, lại là My đây. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn ha. Tỏi nướng thầy này thì không phải dùng để mình ăn không thôi đâu ha. Nó còn có rất là nhiều công dụng chữa bệnh rất là tự nhiên. Nó có rất là nhiều công dụng tuyệt vời luôn ha. Có nhiều công dụng mà mọi người chưa có thể khám phá ra. Hôm nay thì My sẽ nói một số cụ thể công dụng của tỏi nướng ha. My cũng đã thử rồi và cảm thấy rất là hay và hữu ích, cho nên là My sẽ chia sẻ đến để mọi người được biết nha. Hôm nay thì My sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người được biết cái công dụng của tỏi ha. Thì hầu hết tỏi thì mọi người chỉ sử dụng để ăn hoặc là khi mình chế biến món ăn làm những nguyên liệu, nhưng nó có những công dụng tuyệt vời mà My mới phát hiện ra. Thì những công dụng đó như thế nào thì hôm nay My mời mọi người theo My để thực hiện. Trước tiên My sẽ đem tỏi này đi nướng ha. Thì hầu hết món tỏi nướng này á, ai cũng quen thuộc hết rồi. Lúc nào mình ăn đồ nướng là lúc đó mình đều có tỏi nướng ha. Nhiều lúc mình ăn mình chỉ biết công dụng là mình nướng, mình ăn, mình làm nguyên liệu thôi. Ngoài ra nó còn chữa bệnh rất là thần kỳ luôn. Mình có thể sử dụng củi để mình nướng tỏi, nướng qua than, nhưng hôm nay thì mình sẽ thực hiện đơn giản hơn là mình sẽ sử dụng bếp ga than mình nướng ha. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện một cái nĩa, sau đó thì mình sẽ cắm trực tiếp vào củ tỏi luôn ha. Rồi mình chỉ việc đem đi nướng. Nếu mà tỏi mọi người mình mua ở ngoài chợ có cái phần vỏ lụa ở bên ngoài nhiều thì mình nên lột đi ha. Mình chỉ để một lớp mỏng vỏ lụa bình thường thôi. Còn cái phần tỏi mà mình mua cái loại tỏi mà có cái lớp vỏ lụa mềm mại rồi thì mình không cần thực hiện lột thêm ha. Mọi người cùng xem My thực hiện như thế nào ha. Đầu tiên thì mình sẽ bật bếp ga lên. Cái phần mà mình nướng tỏi thì mình sẽ mở lửa nhỏ thôi ha. Nhỏ, cực kỳ nhỏ thôi, mình không cần mở lửa lớn làm gì đâu, mình mở lửa nhỏ xíu xíu là được ha. Nếu mình mở lửa lớn quá thì tỏi của mình sẽ nhanh cháy và không chín kịp ha. Mình sẽ xoay cái phần tỏi này cho đều. Mình sẽ nướng xong và My sẽ hướng dẫn công dụng và hiệu quả tuyệt vời của tỏi ha. My mới phát hiện được một số công dụng tuyệt vời của tỏi, cảm thấy rất là hiệu quả, cho nên là My chia sẻ lại để cho mọi người được biết để mình cùng thực hiện.
nhiều khi những hiệu quả vậy mình sẽ áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Khi mình nướng thì cái phần vỏ bên ngoài thì nó sẽ cháy. Sau đó thì mình sẽ sử dụng khăn giấy hoặc là vải, mình sẽ lau cái phần đen ở bên ngoài này ha. Mình sẽ loại bỏ cái phần cháy bên ngoài, cái phần vỏ lụa này. Sau đó thì mình sẽ lột lấy phần tỏi bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy là cái tỏi bên trong nó vừa chín tới màu như vậy, màu trong như vậy, ăn rất là thơm và rất là ngon. Không nên để chín quá ha. Khi chín quá thì mình sẽ ăn không cảm nhận được đủ giòn. Mình sẽ lột ra như vậy. Thì cái món tỏi nướng này á, hầu hết đa số là mọi người hay thích, đó là mình ăn là phần nướng này bởi vì nó rất là thơm và ngon. Tỏi nướng này My cũng chia sẻ luôn ha. Thì tỏi nướng này á, không phải để mình ăn bình thường đâu thôi nha. Nó còn có nhiều công dụng đó nè. Đầu tiên đó là khi bị đau răng thì mình chỉ cần nướng một phần củ tỏi, hoặc là mình sẽ nướng một hoặc hai củ tỏi, mình sẽ ăn liên tục như vậy. Mình sẽ nhai 1 phút. Trong khoảng 1 phút đó thì nó sẽ giảm đau rất là nhanh chóng và hiệu quả. My đã thực hiện rồi và cảm nhận được hiệu quả của nó. Không phải tỏi này thì để ngoài ăn, mình còn có thể biết được nhiều công dụng tuyệt vời. Đầu tiên đó là đau răng. Còn công dụng thứ hai nữa đó là khi mình bị cảm cúm các thứ đó thì tỏi này mình có thể đâm ra chưng cách thủy lên. Mình chưng thì mình sẽ chưng với một ít đường phèn, đó cũng là một cách để mình khắc phục được bệnh cảm cúm của mình ha. Còn cách tiếp theo nữa đó là tỏi này á, hầu hết mọi người, ai mà bị tiêu chảy ha, mình cũng có thể lấy một củ tỏi sau đó mình nướng lên mình ăn thì nó cũng có khả năng cầm lại được. Nếu như mọi người chưa thử công thức này thì mọi người hãy thử cùng với My nhé. Mình lột ra như thế này thì ai ăn được nhiều cay thì mình sẽ để dậy ăn luôn á, nó rất là tốt. Còn nhiều bạn ăn không hết, ăn không cay, chịu cay được thì mình sẽ ăn ít thôi, mình sẽ trộn thêm một ít đường nữa. Nếu mà bạn nào không ăn cay được thì mình có thể trộn thêm một chút xíu đường như vậy ha. Còn ai ăn cay được thì mình có thể ăn trực tiếp luôn, không cần trộn qua đường. Thì hôm nay My đã hướng dẫn một số công dụng mà My đã thực hiện và cảm thấy rất là hiệu quả. Nếu như mà mọi người chưa thử hay thì hãy cùng thực hiện với My để xem công dụng đó có hay hay không nha. Nếu như thích video này thì hãy like, tim và share. Và đặc biệt nếu có công dụng nào hay hơn thì hãy bình luận bên dưới.
để cho My và mọi người cùng thực hiện luôn ha. Bye bye.